tấp qua bên đảo Hải Nam một cái nữa là cuốn đi không biết bao nhiêu của cải tài sản. Nó ghé về Vịnh Hạ Long mình không bây giờ đó, qua trận bão rồi đó, rồi giờ tới lũ. Hiện bây giờ nè cô bác mình biết nè, Yên Bái nè, Lào Cai nè, Thái Nguyên nè, rồi Bắc Giang nè, rồi Hà Giang nè, tất cả các tỉnh đó bây giờ là nước phải nói là lên tới nóc nhà hết trơn, quý cô bác anh chị em. Dòm thấy là một biển nước. Có một số cô bác anh chị em bây giờ đó là kêu cứu đói là không có nước sạch để uống. Cái thứ hai không có cơm để ăn. Mà điều này thầy đã cho mình biết lâu rồi. Trong bổn đạo từ nay kim chỉ đối với nghèo sắp đến bây giờ. Vì thương đời nên lão kể sơ cho bá tánh rõ lời Châu Ngọc. Thầy đã cảnh tỉnh nhiều lần rồi mà đôi khi tại mình còn lưỡng lự, mình còn tình tang, mình còn say mê theo cuộc đời này mà mình không có qua về với nẻo đạo. Cho nên bước đường đời chứ tiếp mãi phiêu lưu, mà nơi cửa đạo phải dừng chân diễn xứ, phải dùng lý trí của mình để suy nghiệm lẽ quyền thâm trong Phật Pháp. Mà điều này đó thầy đã cho biết lâu rồi quý cô bác anh chị em mình. Đời cùng tiên Phật dụng nhân tâm, hay hoạt giả là trần thế lợi danh giấc mộng tràng, đời cùng tiên Phật hạ phàm gian. Giờ này đó không phải riêng một ông Phật không, không phải riêng một ông Thánh không, không phải riêng một ông tiên không, mà thầy đã cho biết là kể từ nay tiên Phật Thánh Thần lo dạy dỗ dương trần chẳng siêu.